Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình Ô Trà đây. Và bài 28 ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thêm một cách nói mới, đó là vừa làm cái này, vừa làm cái kia. Các bạn hình dung nhé, khi chúng ta muốn nói những câu ví dụ như là tôi vừa chạy bộ, tôi vừa nghe nhạc, hoặc là tôi vừa nấu ăn, tôi vừa gọi điện cho người yêu, thì lúc này chúng ta đang thực hiện cả hai hành động cùng một cái khoảng thời gian. Phải công nhận đây là một cách nói siêu hay phải không? Cùng mình đi tìm hiểu nhé. Sẵn sàng chưa? Ok, ikimashou. Từ đầu tiên của các bạn là gì đây nhỉ? Udema và sư là bán chạy hoặc là bán đắt các bạn nhé. Ví dụ nhá, ôi cái cửa hàng kia sao mà rau bán đắt thế, nhiều người đến mua vậy. Thì chính lúc này các bạn đang sử dụng cái động từ này nhá. Đọc như thế nào đây nhỉ? Dấu trọng âm được đặt vào âm D và âm ma, nó là âm cao. Âm ư là âm thấp thì chúng ta huyền đi tạo thành Udemas nè, Udemas. Quên thêm một cái thông tin cho các bạn nữa, đó là từ bài 28 ấy thì mình sẽ lược bỏ đi cái phần băng đọc. Vì nói gì thì nói đúng không? Giọng người thật nó vẫn gần gũi và dễ nghe hơn. Thế nên chúng ta quyết định nhá, mình và các bạn sẽ cùng đọc với nhau. Ok, hay, quay trở lại nhá. Từ này mình nói rồi đấy, đọc là Udemas nè. Minasan sẽ nó Udemas. Udemas rất tốt, cho 10 điểm luôn. Đi đến với câu ví dụ nhá. Đấy, thì các bạn thấy này, mình có cái câu như thế nào đây? Chúng ta có she và she, các bạn nhớ không? Đúng rồi, chúng ta sử dụng để liệt kê. Các bạn nhớ xem cả cái video ngữ pháp để chúng ta nắm chắc ngữ pháp nữa ha. Thì đây mình đang muốn liệt kê cái gì các bạn nhỉ? Gì đây? Gakko kara chikai shi, tức là từ trường thì gần, thì chúng ta có thể hình dung đó là gần trường, nhớ nhá. Tiếp này, soba ni suba ga aru shi, tức là ở gần đó nhá, lại có cả suba nữa. Tiếp tục này, kono omise no pan ga, cái bánh, chúng ta nhớ này, chúng ta dịch như này nhá, cái bánh của cái cửa hàng này, được chưa? Bánh của cửa hàng này thì Udemas bán rất là chạy luôn đó. Vì cái lý do nào đấy? Vì nó ở gần trường này, xong ở bên cạnh lại còn có cả cái siêu thị, thế nên người ra người vào rất là nhiều, địa điểm thuận lợi, đây là có đầu óc kinh doanh để xin hết. Đấy, thì các bạn sẽ ngắt ở những cái đoạn này nhá. Ok, bắt đầu nào, hơi dài một chút chúng ta cố gắng nhá. Đây có âm ư này nhá, mình có mẹ. Gakko kara chikai shi, soba ni suba ga aru shi, kono omise no pan ga uremasu. Được chưa? Đó, thì chúng ta hiểu đó là gì đấy nhỉ? Đúng rồi, cái quán đó thì gần trường học này, bên cạnh lại là cái siêu thị nữa. Thế nên ấy, bánh của cái cửa hàng đó nó bán đắt lắm. Được chưa? Nhá, phải có đầu óc kinh doanh. Đi tiếp từ số 2 của các bạn là gì đây nhỉ? Odorimasu là việc nhảy các bạn nhá. Nhảy đó. Đọc thế nào đây nhỉ? Đấy. Odorimasu nè. Odorimasu. Minasan sẽ nó. Odorimasu. Odorimasu. Rất tốt. Câu ví dụ các bạn nào. Đấy. Chúng ta có cái này này. Tanjōri là sinh nhật các bạn nhá. Nhớ không? Khi mà ví dụ chúng ta muốn chúc mừng sinh nhật chúng ta có nhỉ? Otanjōbi omedetou gozaimasu. Tất cả. Ví dụ như tình cái gì mối quan hệ thân thiết hơn thì chỉ cần là tanjōbi omedetou, đúng không? Tanjōbi omedetou là được nhá. Đó, thì chính là cái từ này. Tiếp tục này, nó có party là cái bữa tiệc, nhớ không? Odori nagara. Đây, các bạn thấy xuất hiện nagara rồi. Thì mình nói lại một chút nhá, đối với cấu trúc này thì chúng ta sử dụng như thế nào nhỉ? Ve masu, bỏ masu đi, cộng với nagara là vừa làm cái này, vừa làm cái kia. Và cái hành động chính nó nằm ở V2 các bạn nhé. Tức là cái hành động hát này này, nó là hành động chính. Còn cái hành động mà đi kèm với V-nagara là cái hành động phụ, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ ngắt ở những cái đoạn này nhé. Hai, bắt đầu ha. Tanjōbi no party de watashi tachi wa odori nagara utaimashita. Hành động ở quá khứ ですね, utaimashita. Mỗi cái tanjōbi no party de watashi tachi wa odori nagara utaimashita. Ở cái bữa tiệc sinh nhật ấy thì chúng ta đã làm gì nhỉ? Chúng ta vừa hát, chúng ta vừa nhảy. Kiểu rất là vui đúng không? Vừa có hát vừa có nhảy luôn. Các bạn đi tiếp nhá. Từ số 3 nào. Kamimasu là nhai và cắn nhá. Đọc là kamimasu nè. Kamimasu. Minasan sẽ nó kamimasu. Kamimasu rất là tốt. Các bạn đi đến câu ví dụ nhá. Ở đây có này cái từ katai nhá. Các bạn đừng nhầm với cái hán tự của từ cứng. Đây là cái từ dai. Cái miếng thịt nó dai đó thì là dùng cái hán tự này nhá. Tiếp này, nudoishi là nó nguội rồi các bạn nhá. Nudoi là nguội. Tiếp tục này, kono
Gyu-nyi-ki. Thế nào đây nhỉ? Kamemasen. Các bạn nhớ không? Thể khả năng, đúng rồi. Kami, mi là âm y này. Mình chuyển sang hàng e là kamemas. Không ăn được, không nhai được là kamemasen. Được chưa? Ừ, rất là tốt. Bây giờ mình cùng đọc với nhau nhá. Hai, ikimasu ne. Katai shi, nurui shi, kono gyu-nyiku ga kamemasen. Một cái nè. Katai shi, nurui shi, kono gyu-nyiku ga kamemasen. Ôi trời ơi, cái miếng thịt bò gì mà nó vừa dai nhất rồi nó lại còn nguội như thế thì ai mà nhai được, đúng không? Thì đây nhá, chính là nó đây. À, chúng ta đi tiếp từ số 4 nào. À, nhưng không sao, gặp mình là mình nhai được hết đấy. Nó có erabimasu là cái việc chúng ta lựa chọn nhá, chọn lựa đấy. Đọc như thế nào đây nhỉ? Erabimasu nè. Erabimasu. Minasan sẽ nó erabimasu. Erabimasu. Ừ, chọn lựa cái gì đó ha. Từ này chúng ta sẽ có cái câu ví dụ như sau nhá. Các bạn thấy mình có cái từ này, menu là cái menu ấy, đúng không? Đúng rồi, cái hóa, không phải hóa đơn. Cái thực đơn, đúng rồi, cái thực đơn, không phải có hóa đơn. Chúng ta có trợ từ kara là từ cái thực đơn đó, từ cái menu đó. Thì tôi đã lựa chọn cái đồ này. Tabetai mono là cái đồ mà tôi muốn ăn, chính xác luôn. Erabimasu, đúng không? Là tôi có thể lựa chọn đây nhá. Erabimasu, mình chuyển qua thể khả năng là erabimasu. Tiện đúng không? Mình ôn bài cho các bạn luôn. Quá tuyệt vời. Đấy, thì chúng ta sẽ ngắt ở những cái đoạn này các bạn nhé. Bắt đầu. Kono menu kara tabetai mono o erabemasu. Một cái. Kono menu kara tabetai mono o erabemasu. Thì tôi có thể lựa chọn, đúng không? Hoặc là chọn lựa cái đồ mà mình muốn ăn từ cái menu này. Đó, mình có thể chọn cái đồ mà mình muốn ăn từ cái menu này đó. Hay, các bạn đi tiếp nhá. Từ số 5 nào. Kayoimasu là đi học các bạn nhá. Đây là thể hiện cái việc các bạn vừa đi, các bạn đi và các bạn về, cái một cái lộ trình như thế nhá. Đi và về một lộ trình như vậy. Chúng ta đọc là kayoimasu. Nhớ nhá, âm yo này các bạn phải lưu ý đấy. Chúng ta đọc là yo, không đọc là zo hay là giờ của tiếng Việt nhá. Yo, kayoimasu. Nghe được đúng không? Kayoimasu. Đúng rồi, nhớ nhá. Đi đến với câu ví dụ của các bạn nào. Watashi tachi wa gakkou ni gì nhỉ? Kayoeru koto. Các bạn thấy không? Mình đang ghép động từ với koto để tạo thành một danh từ đấy nhé. Cái việc mà đi học ấy. Này, gakkou ni kayoeru koto. Cái việc mà các bạn đi đến trường hoặc là cái việc các bạn đi học ấy. Thì chiawase, nó rất là tuyệt vời, một cái điều rất là tuyệt vời. Phải công nhận đúng không? Nhiều hoàn cảnh chúng ta không được đến trường, không được đi học, thì chúng ta cũng cảm thấy là mình có một cái sự may mắn gì khi vẫn có thể được đi học, được đến trường, đúng không? Phải trân trọng các bạn ha. Đấy, thì cùng mình đọc nhá. Hai, bắt đầu. Watashi tachi wa gakkou ni kayoeru koto wa chiawase desu. Một cái nhé. Watashi tachi wa gakkou ni kayoeru koto wa chiawase desu. Mình có thể đọc nhanh hơn một chút được không? Ừ, đọc nhanh nhé. Watashi tachi wa gakkou ni kayoeru koto wa chiawase desu. Đúng rồi, cái việc mà đi đến trường ấy, chúng tôi, cái việc mà đi đến trường thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Đi tiếp nhá, từ số 6 của các bạn. Memo shimasu là cái việc các bạn nốt lại, cái việc các bạn memo một cái điều gì đó nhá. Đọc là gì đấy nhỉ? Memo shimasu nè. Memo shimasu. Minasan sẽ nó. Memo shimasu. Memo shimasu. Rất là tốt. Đi đến với câu ví dụ ha. Chúng ta có xuất hiện này. Shinagara. Vừa làm cái này. Chúng ta có shimasu đúng không? Ừ. Bỏ masu đi. Sau đó cộng với nagara là tạo thành shinagara. Ở đây nhá, mình có thể sử dụng cả memo shimasu hoặc các bạn tách ra vào o ở đây cũng được, không sao hết, được chưa? Nó là một danh động từ đấy. Memo đơn giản, cái danh từ của nó cũng là cái việc nốt lại rồi, cộng với shimasu thì tạo thành cái động từ memo lại nhá, nhá, được chưa? Hiểu cái đoạn này đúng không? Hai, sensei no hanashi o kiite imasu. Veteimasu đang hành động các bạn nhé, đang thực hiện cái hành động nhé. Đọc nhá. Memo shinagara sensei no hanashi o kiite imasu. Một cái nhé.
メモをしながら先生の話を聞いていますね。話を聞いています。Được chưa? Tôi vừa thế nào các bạn nhỉ? Tôi vừa nghe giáo viên nói này. Được chưa? Tôi vừa mề mồ lại. Đó. Ví dụ như khi mà mình giảng bài như này, thế xong mình nói với các bạn những cái điểm mà nó lưu ý, cái cần phải quan trọng thì mình nói các bạn mề mồ lại. Thì lúc đấy các bạn cũng đang thực hiện cái hành động này. Tức là các bạn vừa nghe mình nói, các bạn vừa mề mồ lại. Được chưa? Để nó xem bản dịch nhá. Đó, tôi vừa nghe sensei giảng, tôi vừa ghi chú lại. Ok, đi tiếp nhá, từ số 7 của các bạn là gì nhỉ? Thì từ này mang nghĩa là nghiêm túc hoặc là ngoan các bạn nhá. Ở đây là một tính từ đuôi na, thì âm na này chúng ta không có đọc lên, nhớ nhá. Đọc thế nào đây nhỉ? Majime, né, minasan se no majime. Majime, rất là tốt, câu ví dụ nào. Đấy. Ở đây chúng ta đang nhắc đến một thầy giáo tên là An, An sensei né. Dùng chi để liệt kê ra những cái đức tính của thầy. Xem thử coi chúng ta đang nói gì về thầy nhỉ? Thầy rất là kakkoi, đẹp trai ấy, đẹp trai kiểu ngầu nhá. Majime, kiểu rất là nghiêm túc, lịch lãm nhá. Yumamo arimasu, thì thực chất ở đây sẽ là trợ từ ga, nhưng mà mình đang muốn nhấn mạnh thầy cũng rất là hài hước nữa. Thế nên mình sử dụng mo, được chưa? Không có vấn đề gì đúng không? Thì các bạn sẽ ngắt ở đây nhá, các bạn sẽ ngắt ở những cái điểm này. Được chưa? Bắt đầu. An sensei wa kakkoi shi, majime da shi, yuma mo arimasu ne. Arimasu. Đấy, a lên ha. Tiếp nhá. An sensei wa kakkoi shi, majime da shi, yuma mo arimasu. Đó. Thì chúng ta nhắc lại một chút này, đối với tính từ đuôi y khi mà cộng với shi thì các bạn giữ nguyên y, được chưa? Còn đối với tính từ đuôi na này, chúng ta bỏ na và cộng với da, các bạn thấy chưa? Nhắc lại một lần nhá. Tính từ đuôi y giữ nguyên y, tính từ đuôi na bỏ na cộng với da. Được chưa? Hay, không có gì khó đúng không? Thì câu này chúng ta dịch này. Thầy An ấy, thầy rất là đẹp trai, rất là ngầu, xong thầy còn nghiêm túc, rồi còn hài hước nữa. Đó, được chưa? Thì ở N5 chúng ta có học một cái từ đó là handsome để nói về vẻ đẹp trai của một con trai. Tuy nhiên thì từ này không được người Nhật sử dụng nhiều trong giao tiếp, thế nên thôi chúng ta lược đi nhá, chúng ta bỏ đi và thay vào đó nhớ cho mình cái từ này, kakkoi hoặc là ikemen nhá, không dùng handsome nữa, nhớ cái từ này. Được chưa? Đi tiếp nhá. Từ số 8 nào, là ne, sự nhỏ và shin là nhiệt tình nhá, nhiệt tình thân thiện đấy. Chúng ta đọc là gì đấy nhỉ? Ne shi, ne, âm ca này. Ne shi, minasan se no, ne shi, ne shi, rất tốt. Câu ví dụ của bạn, tốt nhé, vẫn là dùng shi để liệt kê, đó thấy chưa? Đây, ne shi ne. Kanojo ga tottemo suki desu. Ôi, vì cái cô gái này có những cái đức tính gì mà lại thích như thế nhỉ? Kawaii shi. Đó, tiếp nha. Yashashi shi. Netshin da shi. Kanojo ga tottemo suki desu. Mình ngắt lại cho một cho các bạn đọc nhá. Nó sẽ ngắt ở những cái đoạn này. Cũng không có gì khó đâu đúng không? Bắt đầu. Kawaii shi. Yashashi shi. Netshin da shi. Kanojo ga tottemo suki desu. もう一回ね。可愛いし、優しいし、熱心だし、彼女がとっても好きです。とっても大好きですかね。あ、vì cô ấy rất là dễ thương này, xong còn rất là hiền lành, nhẹ nhàng á, xong còn rất là nhiệt tình, thân thiện nữa, thế nên là tôi rất là thích cô ấy luôn. Ôi trời ơi, toàn là đặc điểm tốt đúng không các bạn? Toàn là đức tính tốt hết. Ừ, chúng ta đi tiếp nhá. Từ số 9 nào. Đây là một cái cách để chúng ta khen nhá. Erai, nó cũng bằng với cách là subarashi, rất là tuyệt vời, rất là giỏi đấy các bạn ha. Đây là một cách để các bạn có thể khen người khác nữa nhá. Từ đây sẽ đọc là erai này, erai này. Minasan se no erai. Ừ, đúng rồi, đọc nào. Erai. Ừ, phải đọc thành tiếng nhá. Câu ví dụ các bạn đây. Cho tôi mặt tệ nhá. Hai, của mẹ. Itsumo là lúc nào cũng các bạn nhá. Jibun ne, jibun ga erai, đây là kanji nhá. Erai to omotemasu. Omotemasu là lúc nào cũng nghĩ như vậy. Các bạn thấy mình đang có cả cái cụm này. Itsumo omotemasu, lúc nào cũng nghĩ như vậy, đúng không? Anh ấy á, thì lúc nào cũng nghĩ là bản thân mình rất là giỏi, kiểu rất là tự kiêu các bạn ha. Đây là một người rất là tự kiêu. Jibun ga erai to omotemasu. Đó, thì cái hành động này cũng không được tốt đúng không? Nó phải khiêm tốn đấy nhé. Hay, các bạn sẽ ngắt ở đây nhá. Bắt đầu. Kare wa itsumo jibun ga erai to omotteimasu. Một cái nhé. Chậm đúng không?
彼は彼ね彼はいつも自分が偉いと思っています。 Anh ấy thì lúc nào cũng nghĩ là mình giỏi hết á. Đó. Được chưa? Mình đi tiếp từ số 10 nhá. Thì từ này mang nghĩa là vừa vặn các bạn nhá. Ví dụ như một bộ quần áo nó vừa với người mình ấy. Được chưa? Đọc là gì đây nhỉ? Chô tổ y. Nhớ nhá, ở đây có trường âm thì chúng ta kéo dài một xíu. Chô tổ y. Mình đã sang sẻ nó. Chô tổ y. Chô tổ y. Rất là tốt. Đi đến với câu ví dụ của các bạn nè. Ở đây thì mình vẫn sử dụng chi và chi để liệt kê đúng không? Liệt kê cái gì đây? Đấy. Kono dress là cái váy các bạn nhá. Cái váy này thế nào đây nhỉ? Nedan mo yasui shi. Giá thì rẻ này. Tiếp tục. Size mo chô đồ y shi. Đấy thì nói về cái size quần áo nó rất là vừa vặn với người mình. Tiếp tục. Sore ni hơn thế nữa. Làm sao? Iro mo kire desu. Hơn thế nữa màu sắc của nó rất là đẹp. Trời ơi, hội tụ này. Giá rẻ này thế xong rồi. Size lại còn vừa vặn nữa. Rồi còn màu đẹp thì làm sao đấy các chị em? Chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Ừ, chỉ có chốt đơn thôi. Đây nhá, mình sẽ ngắt ở đây cho các bạn. Bắt đầu nhá. Kono doresu wa, kono doresu wa, nedan mo yasui shi, nedan mo yasui shi, size mo chodo ii shi, sore ni iro mo kirei desu ne, kirei desu. Được chưa? Một cái nè. Kono doresu wa, nedan mo yasui shi, size mo chodo ii shi, sore ni iro mo kirei desu ne. Đúng rồi. Này nhá, cái bản dịch của bạn. Cái váy này ấy, thì giá này, rẻ này, kích cỡ vừa, hơn nữa màu sắc rất là đẹp, thế nên không còn cách nào khác, phải mua thôi nhá. Không còn cách nào khác được rồi. Qua từ số 11 của các bạn là từ ke shi và ki là cái quang cảnh hoặc là cái cảnh sắc các bạn nhá. Từ này sẽ đọc là âm này là âm cao này, âm shi là âm vô thanh nhá. Keshiki. Mina san se no keshiki. Keshiki. Rất là tốt. Đi đến với câu ví dụ nhá. Đây, các bạn thấy này, mình có cái phong cảnh ở đây rất là đẹp. Thì ví dụ như mình và bạn mình đi chơi chẳng hạn. Thì ví dụ như đi leo núi Phú Sĩ đi ha. Thế leo đến đỉnh núi rồi nhìn xuống, ôi cái phong cảnh ở đây rất là đẹp. Thì chúng ta có thể sử dụng cái câu này để nói nhá. Là gì đây nhỉ? Ồ, không biết là sao nhé. Thì chúng ta sẽ nói là Koko no ne, koko no keshiki wa ii yo ne. Cho một chút cảm xúc vào là các bạn. Koko no keshiki wa ii yo ne, ii yo ne. Đó, cho cảm xúc như thế nhá. Một cái Iyo ne. Koko no keshiki wa iyo ne. Được chưa? Các bạn có thể học theo cái cảm xúc đây của mình nhá. Cái luyến lánh như thế. Đi tiếp nhá, từ số 12 nè. Bi nè, yo nhá. Đây là yo cao ấy chứ không phải là yo bé đâu nhá. In là cái tiệm làm tóc hoặc là cái tiệm làm đẹp các bạn nhá. Từ này sẽ đọc là Bioin. Các bạn nhớ nhá, chúng ta không đọc thành Bioin là bệnh viện nhá. Đây này, các bạn lưu ý rất là dễ nhầm luôn ấy. Nếu mà chúng ta không phân biệt được thì chúng ta sẽ nghe nhầm, được chưa? Từ bio này, cái yo này sẽ là nhỏ nhá. Chúng ta sẽ đọc là bio. Bioin là bệnh viện. Còn tiệm làm đẹp, hiệu cắt tóc sẽ là Bioin nè. Bioin. Nghe được đúng không? Phải nghe được nhá, phải phân biệt được đấy chứ không là các bạn sẽ nghe nhầm đấy, được chưa? Chúng ta cùng đọc nhá. Bioi. Đúng rồi. Bioi. Đúng rồi đấy. Rất là tốt. Thì chúng ta sẽ có cái gì đấy nhỉ? Nani nani ni itte là đi đến đâu đó đúng không? Vete morau nhớ không? Là ai đó làm về cho mình. Ở đây mình thêm một bước nữa đó là về tại là mong muốn ai đó làm về cho mình. Ở đây là mong muốn người ta cho mình. Đó, đi đến tiệm cắt tóc và muốn người ta cắt tóc cho mình là cái ý nghĩa của câu này nhá. Thì mình sẽ ngắt ở những cái đoạn nào nhỉ? Các bạn sẽ ngắt ở đây nhá. Hãy bắt đầu. Bioin ne, bioin ni itte kami o kitte moraitai desu. Một cái nhé. Bioin ni itte kami o kitte moraitai desu. Được rồi. Thì tôi muốn đi đến cái hiệu cắt tóc và mong muốn người ta cắt tóc cho mình, được chưa? Các bạn đi tiếp sang từ số 13 nhá. Thì từ này mang nghĩa là nhà bếp các bạn nhá. Chúng ta sẽ đọc là Daidokoro. Minasan se no Daidokoro. Daidokoro. Đơn giản đúng không? Đi đến với câu ví dụ nhá. Ở đây chúng ta có Shinagara. Vẫn là một cái câu liệt kê đúng rồi. Và sau này cái vê chính sẽ là Shokuji o shimasu là dùng bữa các bạn nhá. Các bạn nhớ hán tự này. Shokuji o shimasu là dùng bữa hoặc là ăn cơm, được chưa? Tiếp tục nhá. Có từ Oya là bố mẹ nhá. Bố mẹ. Ê, không có gì nữa đúng không? Đấy, các bạn sẽ ngắt ở những cái đoạn này nhá. Đấy, bắt đầu.
台所で親と話しながら食事をします。もう一回ね。台所で親と話しながら食事をします。Tôi thế nào nhỉ? Dùng bữa và nói chuyện với bố mẹ ở trong nhà bếp. Được chưa? Đi tiếp từ số 14 của các bạn. Keiken là kinh nghiệm các bạn nhé. Kinh nghiệm. Nghe nó cũng lăng thoáng giống nhau nhỉ? Keiken, kinh nghiệm. Gần gần thôi nhỉ? Không giống lắm. Chúng ta sẽ đọc là Keiken nhé. Mình đang sang sẻ nó. Keiken. Keiken. Rất là tốt. Đi đến với câu ví dụ của các bạn. Thì ở đây mình đang có một cái đoạn hội thoại ngắn nhé. Chúng ta có này. Doshite là tại sao nhá. Nó bằng với naze nữa đúng không? Naze nữa. Đó, thì các bạn sẽ có hai từ đấy nhá. Doshite và naze. Gì nhỉ? Doshite Minato Senta de benkyou shite masu ka? Đây, chúng ta có gì nhỉ? Tại sao bạn lại học ở trung tâm Minato vậy? Benkyou shite masu thì tức là bạn này vẫn đang học các bạn nhá. Để chưa tiếp tục này. Konko no sensei wa? Thì sensei ở đây thế nào đây? Netshin dashi thì rất là nhiệt tình. Còn nhớ cái từ này không? Đúng rồi, nhiệt tình. Tiếp nhá. Yuma wa arushi. Còn nhớ các bạn? Yuma, hài hước. Đúng rồi. Tiếp tục. Keke mo aru kara. Keke, keke. Đúng rồi, là kinh nghiệm nhá. Chúng ta sẽ cùng đọc cái đoạn này nhá. Các bạn sẽ ngắt ở đây. Netshin dashi yuma wa arushi. Rồi, ngắt đấy nhá. Bắt đầu. Do shite Minato Center de benkyou shite masu ka? Lên giọng benkyou shite masu ka? Đúng rồi. Trả lời. Koko no sensei wa netshin dashi, né? Yuma ga aru shi, keiken mo aru kara desu. Aru kara là mình đang để cái vì ở phía cuối này các bạn nhé. Aru kara desu. Vì. Rồi chúng ta dịch ngược lên một lần nữa nhé. Hai. Do shite Minato Center de benkyou shite masu ka? Bây giờ chúng ta thử cho cái cảm xúc này. Nè, do shite Minato Center de benkyou shite masu ka? Đấy, lúc đấy là chúng ta đang cho một chút cảm xúc vào nhá. Tiếp tục. Hai. ここの先生は netshin dashi, yuma ga aru shi, keiken mo aru kara desu. Hoặc là chúng ta có thể cho cái gì ở đây là nhỉ các bạn nhỉ? Đúng rồi, so de nhị hơn thế nữa thì còn có rất là nhiều kinh nghiệm. Hả? Nhớ nhắc cái từ so de nhị là hơn thế nữa nhá. Đấy, đây cái bản dịch của các bạn. Mình đi tiếp nhá. Đấy, từ số 15 nào. Echikabara thì từ này mang nghĩa là sức mạnh hoặc là khả năng các bạn nhá. Sẽ đọc là chikara, âm vô thành này, nhớ nhá. Chikara, minasan sẽ nó chikara. Chikara, ok, rất là tốt. Đi đến với câu ví dụ các bạn thì ở đây mình có một cái câu rất là hay mà các bạn ghi nhớ luôn nhá. Câu này sẽ sử dụng khi mình phản hồi lại lời cảm ơn của đối phương. Ví dụ, ai đó cảm ơn mình vì mình đã giúp đỡ họ. Cha sang, arigato gozaimasu. Thế xong mình bảo lại là, à không, giúp được cho anh thì em vui lắm. Cái câu này mang nghĩa như vậy nhá. Chikara ni narete yokatta desu. Yeah yeah, chikara ni narete yokatta desu. Giúp được cho anh thì em vui lắm nhá. Nó sẽ mang nghĩa như vậy. Bây giờ các bạn đọc cùng mình nào. Bắt đầu. Chikara ni narete yokatta desu. Chikara ni narete yokatta desu. Được chưa? Hoặc là các bạn có thể thêm cái từ ie ie mà mình vừa nói. Ie ie. Ồ, có mẹ nè. Chút thông này. Có mẹ nè. Chúng ta sẽ có cái từ ie ie hoặc là ia ia đều được nhá. Ie ie hoặc là ia ia đều được hết. Đều là cái cách mình, à không có gì đâu, ia ia, ie ie, kiểu như thế nhá. Đi tiếp này, sang từ số 17 của các bạn. Ni ưng ki là được yêu thích các bạn nhá. Từ này sẽ đọc là nhìn ki nè. Nhìn ki, minasan sẽ nó. Ninki, ninki, rất là tốt. Câu ví dụ ha. Chúng ta thấy có anime là anime. Đúng rồi, là truyện tranh nhá, anime của Nhật đấy. Ninki ga arimasu. Chúng ta có cái gì đó được yêu thích thì các bạn sẽ có đi với ga arimasu, được chưa? Không có gì khó đúng không? Bắt đầu. Nihon no anime wa ninki ga arimasu. Nihon no anime wa ninki ga arimasu. Thì anime ở Nhật ý, của Nhật Bản thì rất là được yêu thích, được chưa? Đấy. Đi tiếp sang từ số 17. Thì từ này mang nghĩa là hình dạng hoặc là hình dáng các bạn nhé. Sẽ đọc là katachi, đơn giản đúng không? Minasan sẽ nó katachi, katachi nhé. Câu ví dụ của bạn nào. Ở đây chúng ta có cái từ keiki là cái cái từ keiki là cái bánh nhá. Tore, tore là lấy, chuyển sang vete itadakimasen ka. Lại nói lại một lần nữa, đây là một cách nhờ vả rất là lịch sự.
có thể làm V cho tôi được không? À, mình nhớ không nhầm thì cấu trúc VT itadakimasen cả các bạn sẽ được học ở bài 48 ấy. Học trước nhá. Bài 48 học đấy. Ừ. Đơn giản thôi đúng không? Ô, có mệt đấy. Đấy, thì nó sẽ có này. Ngắt ở những cái đoạn này nhá. Các bạn sẽ ngắt ở những đoạn này. Bắt đầu. Ringo no katachi no keiki o totte itadakimasen ka? Mấy cái nhé. Ringo no katachi no keiki o totte itadakimasen ka? À, anh có thể lấy cho em cái bánh có hình dáng của quả táo được không ạ? Nhá. Đấy. Ừ, cái bánh kem có hình quả táo. Đi tiếp nhá, từ số 18 của các bạn. Chúng ta có từ iro là màu sắc nhá. Màu sắc sẽ đọc là iro. Ừ. Iro, minasan sẽ no. Iro. Iro. Vậy, 10 điểm cho các bạn. Gì đây nhỉ? Ừ, nhớ không? Cái từ hokano là cái khác nữa các bạn nhá. Kore no hokano iro ga arimasu ka? Chúng ta có cái màu khác không ạ? Nhá, có cái màu khác không ạ? Cái này thì có cái màu khác không? Nhá, sẽ mang nghĩa như vậy. Các bạn đọc nào, bắt đầu. Kore no hokano iro ga arimasu ka? Mấy cái nhé. Kore no hokano iro ga arimasu ka? Đấy, rất là tốt. Thì cái câu dịch của các bạn đây, cái này thì có màu khác không? Đi sang từ số 19 nhá. Ừ. Thì từ này sẽ mang nghĩa là vị, hương vị các bạn nhé. Chúng ta sẽ đọc là aji. Minasan se no aji. Aji, rất là tốt. Đi đến với câu ví dụ các bạn nào. Ừ. Ở đây chúng ta thấy có động từ này, wasure raremasen nhé. Wasureru là quên. Wasure raremasen là không thể nào quên. Động từ thể khả năng chính xác. Không thể quên cái gì đấy nhỉ? Cái aji, cái hương vị của cái gì đây? Của cái món ăn mà mẹ tôi đã nấu. Các bạn thấy tsukutta ryori, món ăn mà mẹ tôi đã nấu. Thấy chưa? Dù cho này, doko ni ittemo, dù cho có đi đâu đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào quên được cái hương vị món ăn mà mẹ đã nấu cho tôi. Ừ, một cái câu rất là hay đúng không? Các bạn sẽ ngắt ở những cái đoạn này nhá. Rồi, ok, bắt đầu. Doko ni ittemo haha ga tsukutta ryori no aji o wasureraremasen. Hoặc là wasureraremai cũng được nhá. Một cái. Doko ni ittemo haha ga tsukutta ryori no aji o wasureraremasen. Được rồi, rất là hay. Thì các bạn sẽ có cái bản dịch đây. Đấy, đi tiếp nhá, từ số 20. Ga và me là kẹo cao su các bạn nhá. Ừ, sẽ đọc là ga me nè. Đi xuống này, game, minasan se no game, game, giống từ gam nhỉ, vẫn có âm mư ở phía sau nhá. Đi đến với câu ví dụ này, chúng ta có ve nagara, vừa làm cái gì đó, vừa làm cái gì, nhớ không? Kamimasu, nhai và cắn ấy. Đấy, nhai kẹo cao su nhá, trong trường hợp này không dịch là cắn kẹo cao su mà là nhai nhá. Đấy, shigoto o shite wa ikemasen, nhớ không? Không được làm về, đúng rồi. Vừa nhai kẹo cao su mà vừa làm việc. À quên, vừa làm việc mà vừa nhai kẹo cao su thì không có được. Nhớ nhá. Ừ, các bạn sẽ cùng đọc nào. Các bạn sẽ ngắt ở đây nhá. Toshite wa ikemasen. Hãy bắt đầu. Gamu o kaminagara shigoto o shite wa ikemasen. Ike, ikemasen. Lên như thế nhá. Một cái. Gam o kaminagara shigoto shite wa ikemasen. Được chưa? Hay, rất là tốt. Thì đúng rồi đấy. Vừa làm việc mà vừa nghe kẹo là không có được nhá. Đuổi việc luôn. Sang từ số 21 của các bạn. Shinamono là hàng hóa các bạn nhé. Chúng ta sẽ đọc là shinamono. Shinamono. Minasan se no. Shinamono. Shinamono. Né. Đi đến với câu ví dụ. Ừ, ở đây chúng ta lại có một cái đoạn hội thoại ngắn tiếp. Doshite lại gặp một cái từ hỏi vì sao ですね. Itsumo là lúc nào cũng này. Vinmatto nhé. Trong trường hợp này các bạn sẽ đọc là Vinmatto. Có âm tơ ở dưới này. Vinmatto. Đấy. Super de kaimono shimasu ka? Ừ. Các bạn dịch được cái câu này không? Tại vì làm sao ấy mà lúc nào cũng itsumo lúc nào cũng cậu cũng mua đồ ở cái cửa ở cái siêu thị Vinmart vậy đúng không? Thế bạn ấy mới trả lời là vì bạn ấy liệt kê tiếp này. Vì nó rẻ nè, thế xong, còn nhớ không? À đúng rồi, gần nhà, lúc trước là gần gì nhỉ? Gần trường, để nè. Sore de, vì vậy nhá, sore ni là hơn thế nữa. Sore de là vì vậy,
tiếp nhé. Vì vậy thế nên thật sang chỉ là một nó khải mà thế nên tôi có thể mua rất là nhiều đồ đấy. Ừ, được rồi. Các bạn sẽ cùng đọc nhé. Mình sẽ ngắt cho các bạn ở đây. いつもウィンマートスーパーで買い物をしますか？安いし、うちから近いし、それでね、たくさん品物が買えます。だからね、すごいな。にもちょっとかばんぜだにゃ。まだ。どうしていつもウィンマートスーパーで買い物をしますか？もう一回ね。じゃあ、ならば、来ない。どうしていつもごめんね、いつもウィンマートスーパーで買い物をしますか？で、どうが？で、とっぱね、チャレイラ。安いし、安いし、どんない。うちから近いし、ね、近いし、それで、どんない。たくさん品物が買えます。Nhớ nhá, bước đầu thì chúng ta có thể là đọc chậm một chút cũng được, nhưng mà các bạn cố là đúng với cái intonation này, cái ngữ điệu ấy. Ừ, một cái nhé. 安いし、うちから近いし、それでたくさん品物が買えますね。うん、đúng rồi, たくさんね。じゃあなんか、tại sao ね、hay mua đồ Vinmart thế? Bởi vì nó gần nhà, nó rẻ, thì các yếu tố khác nữa, đúng không? Đi tiếp nhá, từ số 22 của các bạn. Nè, đa và ưng, còn nhớ không các bạn? Còn nhớ không? Đúng rồi, giá cả nhá, giá cả đấy. Chúng ta sẽ đọc là nè đăng, nè đăng. Mình đã sang sẻ nó, nè đăng. Nè đăng, nhớ nhá, phải có âm nhật vào đấy nữa đấy. Ừ. Đi đến với câu ví dụ của bạn. この料理は値段も安いし、vẫn tiếp tục là liệt kê, 安いし、味も美味しいです。Ôi, cái món này thế nào các bạn nhỉ? Giá nó còn rẻ lại còn ngon nữa đúng không? Ôi, quá tuyệt vời, một món ăn quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ ngắt ở đây nhá. Đấy, bắt đầu. この料理は値段ね、値段も安いし、味も美味しいです。もう一回ね。はい。この料理は値段も安いし、味も美味しいです。うん。はい。まずこれば、にゃん。で、じゃあ、cố lên nhắc đi tiếp nhá. Có thể là cái bài này nó hơi dài một xíu đấy, nhưng mà cố lên. Đấy. Từ số 23, chúng ta có từ Q này. Q có trường âm, Rio cũng có trường âm nhá. Lương đấy, lương đấy. Đấy, sẽ đọc là kiêu điệu này, kiêu điệu, đây là âm cao này, kiêu điệu, được chưa? Vì nó răng sẻ nó kiêu điệu, kiêu điệu, rất tốt. Câu ví dụ các bạn, này, được nhé. Mai tsuki là mỗi tháng các bạn nhé, ghi này, từ mới. Này, mai tsuki no itsuka là ngày mùng năm, được chưa? Itsuka ni kiêu điệu o moratte masu. À, các bạn thấy cái gì nhỉ? Đúng rồi, cái việc thường xuyên đúng không? Về tể mà. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ dịch là cái thói quen, cái thường xuyên nhá. Tôi thì nhận lương vào này, mùng 5 hàng tháng. Chứ thường thường thì công ty Nhật thì thường là mùng 5 hoặc là mùng 10 ha. Mùng 10. Ngày trước mình thì sẽ là mùng 10. Chúng ta cùng đọc nhá. Itsuka ni kiêu điệu. Bắt đầu nhá. Mai tsuki no itsuka ni kiêu điệu o moratte imasu. Một cái nhé. Mai tsuki no itsuka ni kiêu điệu o moratte imasu. Các bạn sẽ luyến như này này. Kiêu điệu o. Đấy. Vì ở đây biết sao không? Ở đây là âm yo này. Thì nó sẽ có chút o đây. Kiêu điệu o. Luyến như thế nhá. Nó sẽ hay hơn là các bạn ngắt xong các bạn mới đọc trợ từ o. Luyến lại một lần nhá. Kiêu điệu o. Được chưa? Hình dung đúng không? Như thế sẽ rất là hay nhá. Moratte imasu. Một cái nhé. Mình sẽ cho các bạn cần luyến tiếp ha. Mai tsuki no. Ở đây thì không thể luyến được vì nó không có cái âm cùng ấy. Đúng không? Các bạn hình dung được đúng không? Mai tsuki no itsuka ni kiêu điệu. Kiêu điệu. Đúng rồi. Moratte imasu. Đấy nhá. Đấy là cách luyến trợ từ của các bạn. Ừ. Chúng ta đi tiếp sang từ số 24. Thì từ này sẽ mang nghĩa là tiền thưởng của các bạn nhé. Ừ. Sẽ đọc là bonus. Nè, chúng ta đi xuống. Bonus. Mình đang sẽ nó bonus. Bonus. Rất là tốt. Đi đến với câu ví dụ nhá. Ừ. Ở đây có gì đây nhỉ? Moratara. Nếu mà nhận được cái tiền thưởng ấy thì do tsukaimasu ka? Thì bạn sẽ sử dụng nó như thế nào? Được chưa? Chúng ta sẽ ngắt ở những cái đoạn này nhá. Đơn giản đúng không? Bắt đầu. Bonus をもらったらどう使いますか? Một cái nhé. Bonus をもらったらどう使いますか? Đúng rồi. Nếu mà nhận tiền thưởng thì bạn sẽ dùng nó như thế nào? Đi tiếp sang từ số 25 của các bạn này. Game. Đơn giản luôn. Từ này là game nhá. Trò chơi đấy.
đọc là game nè, game đi xuống đấy, mình đã sang sẻ nó game game. Hay câu ví dụ của các bạn, Toshinagara vẫn là tiếp tục làm về làm cái này làm cái kia, michio wataru to abunai desu yo nè. Đây cả cái cụm này sẽ là khi mà qua đường các bạn nhé. Gen mo shinagara, khi mà bạn qua đường ấy, vừa qua đường mà vừa nhìn điện thoại, khi mà chúng ta vừa qua đường mà vừa nhìn điện thoại thì rất là abunai, rất là nguy hiểm luôn, được chưa? Đó, chúng ta sẽ ngắt ở những cái đoạn này nhá. Gen mo shinagara michio wataru to, đây bắt đầu. Gen mo shinagara nè, shinagara michio wataru to abunai desu ne, abunai desu. もう一回。ゲームをしながら道を渡ると危ないですよとかね。ですよ。Khuyên người khác như thế nhá. Cậu mà vừa qua đường vừa nhìn điện thoại thì nó rất là nguy hiểm đấy. Được chưa? Ừ. Xem bản dịch của các bạn nhé. Nhớ nhá, chúng ta có động từ này. 道を渡る là ông ごめんね. 道を渡る là cái việc chúng ta qua đường nhá. Ừ, được chưa? Đi tiếp này, sang từ số 26 này. Bangumi là chương trình nhá. Chương trình sẽ đọc là bangumi. Bangumi, mình đã sẻ nó. Bangumi, bangumi, đúng rồi. Câu ví dụ các bạn. Sore wa sugoku omoshiroi ne. Omoshiroi bangumi desu. À, chúng ta có một cái tính từ đuôi y và cộng với một danh từ thì nó sẽ cộng trực tiếp với nhau luôn nhá. Ừ. Đấy. Sugoku là rất là nhá. Được chưa? Cái ở đây chúng ta sẽ có cái từ sugoi. Nhưng mà khi kết hợp thì nó sẽ biến y thành kự nhá, được chưa? Biến y thành kự. Chúng ta đọc nhá. Sugoku omoshiroi bangumi desu. Bắt đầu. Sore wa ne, sore wa sugoku omoshiroi bangumi desu. Một cái. Sore wa sugoku omoshiroi bangumi desu. Ừ, rất là tốt. Ôi thì cái này ấy, đó là một cái chương trình siêu thú vị luôn, rất là thú vị nhá. Sugoku, nhớ nhá. Ví dụ các bạn muốn nói là cái món ăn này rất là ngon thì các bạn có thể nói là sugoku oishii. Đó. Sugoku kirei, rất là đẹp tất cả nhé. Sugoku kawaii, rất là dễ thương. Đó nhá. Nó là cái phó từ rất đi tiếp nhá, từ số 27 dorama là phim truyền hình nhá, dorama. À, tiếng Anh là gì nhỉ? Drama các bạn. Nhá, tiếng Anh drama. Cái này là từ mượn nhá, sẽ đọc là drama nè, đi xuống drama. Minasan sẽ nó drama. Drama rất là tốt. Đi đến với câu ví dụ nhá. Mai shu là cái gì các bạn? Mỗi tuần chính xác. Doyoubi. Doyoubi là thứ bảy, đúng rồi. Drama o nite ma. Đây là cái thể hiện cái thói quen của các bạn này đúng không? Ừ. Mình gomen nhá, cái này nó hơi lệch một tí. Kéo kéo lại. Nó hơi lệch qua một tí nhá, gomen nasai. Các bạn sẽ đọc nhá. Rồi, ngắt như thế thôi. Bắt đầu. Mai shu no doyoubi drama o mite masu. Một cái nhé. Mai shu no doyoubi drama o mite masu. Thì tôi xem phim vào mỗi thứ bảy, đúng không? Ừ, tôi xem phim. Hoặc là thứ bảy hàng tuần thì tôi thường xem phim. Đi sang từ số 28 nhé. Kawashu là ca sĩ các bạn nhé. Ca sĩ sẽ đọc là kashu. Vẫn là đi xuống. Minasan sẽ no kashu. Kashu, không có trường âm, chúng ta không kéo thành shu dài nhé. Kashu, dừng như thế là được. Ừ. Đấy, chúng ta có nè. Utatteiru là đang làm cái hành động về teiru. Vẫn nhắc lại tiếp nhá. À, kashu wa dare? Dare? Ừ, đúng rồi. Một cái nhé. Utatteiru kashu wa dare? Utatteiru kashu wa dare? Cái người mà đang hát, à quên, cái ca sĩ mà đang hát là ai vậy? Nhớ nhá. Các bạn nhớ là những cái từ để hỏi ấy, thì cái âm đầu tiên sẽ là âm cao. Đa để y tử tất cả nếp. Hãy đi tiếp sang từ số 29 nhá. Thì từ này sẽ mang nghĩa là tiểu thuyết các bạn nhá. Ừ, chúng ta đọc là gì đây nhỉ? Shōsetsu. Các bạn nhớ nhá, cái âm shō này chúng ta đọc nặng lên một chút chứ đừng đọc nhầm thành âm shō. Âm shō này là sai nhá. Shōsetsu là sai. Shōsetsu, cong cái lưỡi lên. Shō này, shōsetsu. Không đọc là shōsetsu. Nhớ nhá, một lần nữa nào. Shōsetsu, đúng rồi. Đi đến với câu ví dụ. Các bạn có này, osusume là cái sự giới thiệu nhá. Osusume
小説は何ですか? Cậu có cái quyển tiểu thuyết nào giới thiệu cho tớ không? Các bạn sẽ dịch như thế cho nó thoáng ra nhá. Thì cái từ này cũng hay dùng ở trong nhà hàng này. Ví dụ như các bạn đi đến cái nhà hàng hoặc là quán ăn nào đó, thì các bạn hỏi nhân viên một cái câu đơn giản như này này. おすすめは何ですか? À, bạn có cái giới thiệu, bạn có món ăn nào giới thiệu cho tôi không? Nhá, dùng rất là linh hoạt luôn. Đấy. Thì chúng ta cùng dịch cái câu này nào. Đúng rồi. Thì cậu có quyển tiểu thuyết nào giới thiệu cho tớ không? おすすめの小説は何ですか? Đi tiếp nhá. Từ số 30 nào. 小説家 là nhà văn các bạn nhá. Thêm cái từ cả này là nhà văn. Đơn giản thì thôi. Đọc là 小説家. 小説家. Nhớ nhá, không đọc thành sơ. Thì nó sang sẻ. Nó 小説家. 小説家. Đúng rồi. Câu ví dụ của các bạn. あの小説家 là cái nhà văn. Đó, đúng rồi. Gì đây nhỉ? 事実 là hiện thực các bạn nhé. Chúng ta có từ mới này các bạn lưu vào nhé. 基づいて là dựa vào hoặc là căn cứ vào cái hiện thực. Thì chúng ta sẽ có cả cái cụm này là căn cứ vào hiện thực hoặc là dựa vào hiện thực. Để thế nào đây nhỉ? Để viết tiểu thuyết cài tỉ mà. Hay được không? Chúng ta sẽ cùng ngắt lại nhé. Mình sẽ ngắt lại cho các bạn ở đây. 基づいて bắt đầu. あの小説家は事実に基づいて小説を書いています。もう一回ね。あの小説家は事実に基づいて小説家を書いています。 Rất là tốt. Thì các bạn sẽ có cái câu dịch đó là đấy. Đi tiếp nhá. Sang từ số 31 của các bạn là gì đấy nhỉ? Thì từ này sẽ mang nghĩa là nhà các bạn nhé. Chúng ta vừa gặp lúc nãy là 小説家 là nhà văn. Thì nó sẽ đi ghép với một danh từ nữa ở phía trước, được chưa? Các bạn đi luôn vào câu ví dụ nhé. 夢 là ước mơ này. Đó. 画家になることです là ước mơ của tôi là trở thành một họa sĩ. Đúng rồi. Các bạn sẽ đọc nhé. Chúng ta sẽ ngắt ở đây. Đơn giản luôn. Bắt đầu. 私の夢 này, 夢 私の夢は画家になることです。私の夢は画家になることです。 Được rồi. Đấy, phản dịch của các bạn nhé. Chúng ta đi sang từ số 32 nào. Kỹ thì cái này sẽ đi ghép luôn với một danh từ phía trước, nó mang nghĩa là máy nhé. Máy móc gì đó. Ví dụ nào. Ví dụ có một câu này. この洗濯機 nhé, là cái máy giặt của các bạn nhé. 一日 là trong một ngày này. 8時間 là 8 giờ các bạn nhé. 稼働できます là nó có thể vận động, nó có thể hoạt động một ngày 8 tiếng nhá. Cái máy giặt này, đúng không? Thì trong một ngày có thể hoạt động 8 tiếng, được chưa? Các bạn cùng đọc nhé. 1日 8時間 稼働できます. Hay, sẽ nó. この洗濯機は1日 8時間 稼働できます. Một cái ném. この洗濯機は1日8時間稼働できます. Rất là tốt. Các bạn xem cái bản dịch nhé. Cái máy nhà các bạn có thể hoạt động được bao nhiêu tiếng thì các bạn chỉ cần thay vào cái này. 8時間 là được nhé. Đi tiếp sang từ số 33. Ví dụ 5 tiếng thì là 5時間 tất cả. Thì từ này sẽ mang nghĩa là con trai của mình các bạn nhé. Đọc thế nào đây nhỉ? 息子. Đấy, mình đang sang sẻ nó. 息子. Rất là tốt. Đi đến với câu ví dụ nào. Đấy. À, con trai của tôi thế nào đấy nhỉ? Con trai của mình này. Atama mo itai shi, đau đầu. Tiếp này, netsu mo aru shi, là có cả sốt nữa đấy. Thế nên doko mo ikemasen, thế nên nó không đi đâu được hết đó. Doko mo ikemasen, thể khả năng, đúng rồi. Thì các bạn sẽ ngắt ở đây nhá. Watashi itai shi, netsu mo itai shi. Ok, bắt đầu. 息子は頭も痛いし、頭も痛いし、 OK、 熱もあるし、どこも行けません。 もう一回ね。 息子は頭も痛いし、熱もあるし、どこも行けません。 Đúng rồi. Thì đây, bà sư của các bạn. Con tôi thì đau đầu này, nó sốt nữa, thế nên nó không đi đâu hết á. Đi tiếp nhá. Sang từ số 34 của các bạn. Mẹ là con gái của mình, nhớ nhá. Thay có một từ thôi là nó khác nghĩa luôn. Cô là con trai, mẹ là con gái. Sẽ đọc là Musume. Mình nói sang sẻ nó. Musume. Musume. Ở đây thì âm sư không có vô thanh nên các bạn cứ đọc mạnh thoải mái. Musume nhá. Đến với câu ví dụ nào.
遅くまで勉強してますnhá. Thì nó có してます trong trường hợp này thì các bạn sẽ dịch theo cái kiểu là thói quen nhá. Con gái của tôi ấy thì thường nó sẽ học đến tận tối muộn nhá. Chúng ta dịch cái từ này là tận tối muộn. Được chưa? 遅くまで. Ví dụ như các bạn hay nói là tôi thức đến tối muộn ấy thì các bạn sẽ có là 遅くまで起きてます. 起きる là thức, chúng ta dịch là thức nhá. Tôi thường thức đến tối muộn. Được chưa? Chúng ta cùng đọc cái câu này nào. Bắt đầu. おすめは、ね、おすめは、あ、娘ね、ごめん。娘は遅くまで勉強しています。もう一回ね。娘は遅くまで勉強しています。Con gái tôi thì nó chăm lắm, nó thường học bài đến tận tối muộn cơ. Không biết là nó học hay nó ở trong phòng nó làm cái gì. Sang tiếp từ sổ vào ngoài lòng nhá. Cố lên các bạn, sao xong rồi. Thì từ này sẽ mang nghĩa là mình hoặc là tự mình. Các bạn thấy quen không? Đúng rồi, chúng ta gặp đây là lần thứ 3 rồi. Bài 27 thì trong phần từ vựng bổ sung, bài 26 thì mình có đặt câu ví dụ ở đấy. Đấy. Chúng ta sẽ đọc từ này là 自分. Mình sang sẻ nó 自分. 自分, rất là tốt. Đi đến với câu ví dụ của các bạn, chúng ta có gì đây nhỉ? 7歳になった時は, khi mà lên 7 tuổi thì thế nào nhỉ? 自分で, là tự bản thân tôi đã có thể thế nào? 作れました, đã có thể tự nấu ăn rồi đấy. Quá là go chop luôn đúng không? Ừ, các bạn sẽ ngắt ở những cái đoạn này nhé. Ừ. Đấy, ok, bắt đầu. 7歳になった時は、ね、7歳になった時は自分でご飯が作れました。もう一回ね。7歳になった時は自分でご飯が作れました。うん。các bạn xem bản dịch nhé。OK, tiếp tiếp sang từ số 36 nè. Show và lại là tương lai nhé. Nhìn này, đó. Chúng ta có, đây, chúng ta có cách đọc là show đại. Nè, mình nói sang sẻ nó show đại. Show đại rất là tốt. Đến với câu ví dụ này, câu này rất là hay nhá. Show đại e donna nhìn gen ni na di tai desu ka. Nó có từ nhìn gen là con người các bạn nhá, dịch là nhỉ, tương lai này. Thì bạn muốn na di tai, muốn trở thành cái gì nhỉ? Ni này, người như thế nào? À, tương lai bạn muốn trở thành một người như thế nào? Hay đúng không? Đấy, các bạn sẽ cùng đọc với mình nhá. Bắt đầu. 将来どんな人間になりたいですかね。なりたいですか。もう一回。将来どんな人間になりたいですか。Được chưa? Ừ. Đấy, rất là tốt. Các bạn đi tiếp nhé, từ số 37 nào. Ừ. Thì từ này sẽ mang nghĩa là một lúc hoặc là một khoảng thời gian các bạn nhé. Ừ. Chúng ta sẽ đọc là しばらく. Nè, đơn giản vì nó sang sẻ nó しばらく. しばらく. Rất tốt. Đi đến với câu ví dụ này. Ừ. Ở đây chúng ta có しばらくですね。あってないので、vì cái lý do gì các bạn? Vì tôi chưa gặp anh ấy, về tên này là chưa nhá. Tôi chưa gặp anh ấy một khoảng thời gian rồi, một lúc lâu lắm rồi đấy. À, lâu lắm rồi tôi chưa được gặp anh ấy, thế nên thế nào các bạn? 休みね、今度の休み。Trong cái kỳ nghỉ lần tới này thì tôi muốn gặp anh ấy, ai tài ですね。Muốn gặp, được chưa các bạn? Hình dung ra rồi đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ ngắt ở những cái đoạn này nhá. Nó Kare ni shibaraku atte nai node kondo no yasumi ni wa aitai desu. Mou ikkai ne. Kare ni shibaraku atte nai node kondo no yasumi ni wa aitai desu. Được chưa? Rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn xem bản dịch nhá. Ừ, không gặp một cái thời gian rồi đấy. Đi tiếp nhá. Đấy, từ số 38 này. Tai te là thường thì hoặc là thông thường nhá. Các bạn đọc là gì nhỉ? Tai te nè. Tai te. Minasan se no. Tai te. Tai te. Hãy đi đến với câu ví dụ của các bạn. Chúng ta có nichiyobi nè. Là chủ nhật. Chủ nhật thì thế nào? Thường thì nhá. Hoặc là thông thường thì tôi sẽ ngủ thế nào đấy nhỉ? Tôi ngủ muộn, tôi ngủ nướng các bạn ha. Ừ. Asa nè. Là buổi sáng nè. Nebo shite imasu. Nebo shite mat, mình có gặp rồi đúng không? Đúng rồi, ngủ nướng đấy. Đấy, sẽ ngắt ở những cái đoạn này các bạn nhá. Các bạn có ngủ nướng không? Mấy giờ dậy? 7 giờ à? Muộn thế. Dậy sớm nhá, 4 giờ dậy đi. Bắt đầu nào. Nichiyobi ni wa taite asa nebo shite imasu. Một cái nhé. Nichiyobi ni wa taite asa nebo shite imasu. Được rồi. Đấy, các bạn xem bản dịch nhé. Đi tiếp sang từ số 39 ですね.
Cái từ này sẽ mang nghĩa là hơn nữa các bạn nhé. Các bạn còn nhớ cái ví dụ chúng ta gặp không? Đúng rồi, cô ấy vừa dễ thương này, xong còn thân thiện, lại hơn thế nữa, lại còn rất là vui tính nữa. Để hay sẽ đọc là それに nè. 皆さんせーの。それに。それに。Hay. Đi đến với câu ví dụ nhé. Ở đây chúng ta đang nhắc đến một bạn tên là Hoa. Không biết bạn ấy như thế nào đấy nhỉ? Bạn ấy 熱心だし rất là nhiệt tình. 親切だし rất là gì? Đúng rồi, thân thiện nhá. Tiếp này, それに hơn thế nữa thì cô ấy còn 勤勉な人で, một cái người học rất là chăm chỉ nhá. Các bạn nhớ cái từ này, 勤勉な人です. Chúng ta sẽ đọc nhá. Tụ ngắt ở những cái đoạn này các bạn ha. Vẫn là cái cách nối chi thì mình nhắc lại nhá. Đúng rồi, tính từ đuôi y thì chúng ta giữ nguyên y, còn tính từ đuôi na thì chúng ta bỏ na thêm đà. Không quên đúng không? Bắt đầu nè. Hoa san wa neshin da shi, shinsetsu da shi, sore ni kinben na hito desu. Một cái nhé. Hoa san wa neshin da shi, shinsetsu da shi, sore ni kinben na hito desu. Các bạn xem bản dịch nhé. Người rất là chăm chỉ học hành đấy. Đi tiếp nhá, từ số 40 này, sắp xong rồi các bạn ạ. Số đây để nhớ không các bạn? Nó ngược với cái từ số đây nhỉ? Thì cái này là vì nhá, vì thế nên đấy. Đấy, số đây để, đơn giản thôi. Mình nói rằng sẽ nó, số đây để. Đi đến với câu ví dụ nào. Không biết có cái bánh này thì chúng ta liên quan gì? À, cái bánh này, đói bụng rồi ha. Đấy, vẫn là một cái cách liệt kê các bạn. Ôi chi chi. 値段も安いし bánh ngon này, rẻ. Vì vậy thế nên nó rất là được mọi người yêu thích, đúng không? Bánh ngon rẻ thì chắc chắn là phải yêu thích rồi. Mua cả lô luôn về ăn. Các bạn sẽ ngắt ở những cái đoạn này nhá. Ôi chị xin là mọi người cho đề thế. Hãy. Được chưa? Rẻ nó. このケーキも美味しいし値段も安いし nhá. 値段も安いしそれで人気があるんです。もう一回ね。このケーキも美味しいし、値段も安いし、それで人気があるんです。はい、人気がありますよね。はい、được chưa các bạn? Đi tiếp nhé, từ số 41 của các bạn là gì đây nhỉ? Đấy, nó có một cái câu khá là dài như thế này. Cái câu này sẽ mào đầu khi mà các bạn muốn nhờ vả một cái điều gì đó nhá. Tôi có chút việc muốn nhờ. Đây là một cái câu mào đầu trước khi chúng ta nhờ vả. Nhớ nhá, sẽ đọc như thế nào đây nhỉ? Chotto, gomen ne, cái từ, cái âm này nó sẽ ở phía đầu này các bạn nhé. Chotto onegai ga arun desu ga. Chotto onegai ga arun desu ga. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách cho cảm xúc vậy nhé. Bắt đầu chúng ta sẽ có một chút cái cảm xúc nhờ vả là chotto onegai ga arun desu ga. Các bạn có thể ngưng ở cái từ chotto cũng được nhé. Một cái chotto onegai ga arun desu ga. Đấy, tiếp tục kéo dài cái âm gạ ra nữa nhá. Được chưa? Đi tiếp nhá. Chúng ta sang với câu ví dụ này. Đây, đây là một cái câu mào đầu nhé. Onegai ga arun desu ga shumatsu hikoshimasu kedo tetsudatte itadakemasen ka. Đúng không? Ngay cái câu mào đầu thì chúng ta sẽ đến ngay cái câu nhờ vả luôn. Vete itadakemasen ka. Làm về cho tôi có được không? Một câu nhờ vả chính xác, rất là lịch sự. Đấy, các bạn sẽ ngắt ở những cái đoạn này nhé. Thì sketo tetsudatte. Đấy, bắt đầu nhé. Sẽ nó onegai ga arun desu ga. Đấy, suimasen chotto onegai ga arun desu ga shumatsu hikoshimasu kedo tetsudatte itadakemasen ka. Một cái nhé. Onegai ga arun desu ga 週末引っ越しますけど手伝っていただけませんか? Thường ấy thì các bạn sẽ nói xong cái câu này, được chưa? Xong đợi người ta trả lời mình đã. Ví dụ mình bảo là anh ơi em có việc muốn nhờ, thế anh ấy bảo là nan desu ka? Đấy, thế xong rồi mình mới trình bày cái câu này, được chưa? Chúng ta tách ra luôn nhá, chứ chúng ta không nên nói một lèo như này. Chúng ta tách ra, mào đầu trước, anh ơi em có việc muốn nhờ, thế người ta bảo là hey, nan desu ka? Thế xong mình mới bảo là週末引っ越しますけど手伝っていただけませんか? Hoặc là cái kề đầu này các bạn chuyển sang gạ cũng được nhé. 週末引っ越ししますが手伝っていただけませんか? Đó, được chưa các bạn? Đấy, xem bản dịch nhé. Đấy, đi tiếp ha, từ số 42 của các bạn.
Kai wa là gì các bạn? Đúng rồi, là hội thoại, là giao tiếp. Chúng ta hay gọi là kai wa đấy, là chính là cái từ này nhá. Đọc là kai wa, đơn giản thôi, mình nói sang sẻ nó. Kai wa, kai wa, trước giờ nói nhưng không để ý đúng không? Chính là cái từ này nhá. Các bạn sẽ có cái kanji, cái câu ví dụ như sau. 2年間 日本語を勉強していますが会話力がまだ良くない。Ai, chúng ta có cái gì nhỉ? Mặc dù ấy, đúng không? Mặc dù này, mặc dù tôi học tiếng Nhật ấy 2 năm rồi này. 日本語を勉強していますが thế nhưng thế nào đây? Nhưng đúng không? 会話力 là cái năng lực giao tiếp các bạn nhá, chúng ta có là cái năng lực giao tiếp, nhớ không? Cái từ lực này này, cái khả năng, năng lực chúng ta học đấy. Đúng rồi. まだ良くない, nó vẫn chưa được tốt lắm. Được nhé. Các bạn nào gặp tình trạng như thế không? Mà chúng ta mới học mà đúng không? Chúng ta mới học mà. Các bạn comment này, chúng ta đợi đợi mình chỉ mình tắt cái này đi. Úi giời ơi, đây, các bạn sẽ tắt ở đây nhá. Bên cô stay masu ga kai wa ryoku ga mada. Hai. Ok, sẽ nó 2年間, ね, 2年間, 日本語を勉強していますが、日本語を勉強していますが、会話力がまだ良くない。もう一回ね。2年間、日本語を勉強していますが、会話力がまだ良くない。いいですね。はい。皆さん、見てくださいね。大家把 xem nhé。で、tiếp nhận từ số 43 nè。Ji zi wa là thực tế là hoặc là thực tế thì nhá. Đấy, hoặc là thực ra cũng được. Chúng ta có này, ji zi wa nè. Ji zi wa đi như thế nhá. Minasan se no ji zi wa. Ji zi wa, đúng rồi, nhớ đấy. Ê, đi đến với câu ví dụ này. Chúng ta có từ mondai là cái vấn đề đúng không? Hoặc là cái bài toán gì đó. Kantan da to iwareru wa. Cái bài này thì được mọi người nói rất là dễ. Thế nhưng này, ga jitsu wa dekimasen deshita. Mọi người nói là cái bài này dễ lắm nhưng mà tôi có giải được đâu. Okay, thế nhá. Thì đây là cái ý nghĩa của cái câu này các bạn ha. Đấy, mình nói lại này. Cái vấn đề hoặc là cái bài này ấy, thì mọi người nói rằng này, đấy, nó rất là dễ. Thế nhưng thực ra thì tôi không thể nào giải được. Chúng ta cùng đọc nhá.問題と言われるんですが、実は。はい、皆さん、せーの。この問題は簡単だと言われるが、ね、簡単だと言われるが、実はできませんでした。もう一回ね。この問題は簡単だと言われるが、実はできませんでした。ở đây thì thực chất là các bạn sẽ có một cái thể gọi là thể bị động. Thì sẽ có những cái bài sau mình sẽ nói đến nhá. Ở đây chúng ta biết cái câu này là được nói là nhá, được người ta nói là. Cái bài toán này thì mọi người nói là hoặc là được mọi người nói là dễ, nhưng mà thực ra thì tôi có giải được đâu. Thế nhá. Đấy. Đi tiếp nhá. Bài 44 nào. Câu 44. Các bạn đến cái phần từ vựng bổ sung rồi đấy. Từ này sẽ đọc là Oshirase là thông báo nhá. Oshirase. Tiếp tục nào. Tham gia sẽ đọc là Sanka shimasu. Sanka shimasu. Tiếp tục nhá. 46 này. Thời gian ngày các bạn sẽ đọc là Hinichi. Hinichi. Được chưa? 47 nào. Đây là thứ bảy, đây là cái cách gọi tắt nhá. Các bạn có nhớ mình cung cấp ở bài 26 không? Do ni chi đó. Thì đây là cách viết tắt nhá, cách đọc tắt đấy. Do ni chi thì chính là thứ bảy chủ nhật. Được chưa? Đấy. Các bạn đi tiếp sang từ 48 nha. Nhà thi đấu thể thao thì các bạn đọc là Taikuka nhé. Taikuka. Tốt lắm. Đi tiếp từ 49 nào. Miễn phí. Cái từ này quen đúng không? Sẽ đọc là Mudio nè. Mudio, huyền đúng không? Đi tiếp sang từ 50 nè. Mời là sasoimasu nè. Sasoimasu. Ví dụ như hãy mời tôi đi. Itsuka sasotte kudasai nè. Lúc nào đó hãy mời tôi nhé. Hãy. Chúng ta có từ 51. Sự kiện. Các bạn gặp nhiều đúng không? Hình như phải đến 2-3 lần ấy. Trong câu ví dụ ibento nhá. Là cái event sự kiện đấy. Ibento. Hãy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tất cả những cái từ vựng trong bài 28 rồi. Bài này hơi dài một xíu ha. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành rất là tốt. Đấy. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt tiết học ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.